about her story too. So welcome on the line, Brigitte from Germany. Hello, thank you for your invitation. Thank you for the wonderful presentation. I couldn't understand it, but I can feel the excitement you have. I think Lily need to translate the first, right? Yeah, okay. Yeah. I translate Mr. Bowen and then Mr. Marcela. Anh ấy nói rằng là chị Marcela thì chị đã giúp thị trường Đức, đã có thị trường Đức và thị trường châu Âu rất là tốt, bởi vì Đức là một cái quốc gia rất là khó tính trong cái việc mà làm kinh doanh hệ thống. Chị sẽ chia sẻ, thậm chí có thể giúp kể cả thị trường Việt Nam chúng ta những cái kinh nghiệm mà chị sẽ chia sẻ sau khi các bạn gặp. Và xin chào mừng đến với buổi Zoom hôm nay là chị Marcela từ Đức. Và chị Marcela cũng nói rằng là dù chị không hiểu tiếng Việt Nam nhưng chị nghe những cái buổi Zoom của chúng ta hôm nay thì rất là tuyệt vời, bởi chị cảm thấy một cái năng lượng rất là tốt từ cái buổi Zoom ạ. Yeah, hello Mrs. Marcela. Hello, thank you. Thank you for the invitation and the grand presentation. Rất là cảm ơn các bạn đã mời tôi đến hôm nay có mặt ở đây. Và cái lời giới thiệu về bản thân tôi rất là tuyệt vời. Okay, my name is a very long name, Brigitte Marcela Panetta Jung. Okay, Marcela is good, really good. Tên tôi thì rất là dài ạ. Brigitte Marcela Panetta. Thế nhưng mà có thể các bạn gọi tôi là Marcela cũng được, rất là tuyệt vời ạ. Okay, I am 72 years old. I just have to think about it because my energy is much better than 72. Và tôi thì năm nay 72 tuổi, nhưng mà cũng không cần quan tâm đến cái tuổi của tôi đâu ạ. Bởi vì thường tôi quên mất cái tuổi của tôi, bởi vì luôn luôn là tôi thấy là cái năng lượng của tôi nó tuyệt vời hơn cái tuổi của tôi rất là nhiều ạ. Okay, when you are at my age, could you sit on your sofa waiting for your death? Các bạn khi mà ở cái tuổi của tôi thì các bạn có nghĩ rằng là mình sẽ ngồi ở ghế sofa và sẽ chờ đợi mọi thứ đến không ạ? Okay, I couldn't do it. Tôi thì tôi không thể làm được điều này. Okay, and then fate, destiny sent me Bo, Mr. Bo Diamond. Và chính vì vậy là vũ trụ đã gửi cho tôi ông Bo dưới chức danh là Diamond. Okay, he is now my sponsor and a wonderful mentor. You know him. Và ông Bo là người bảo trợ trực tiếp của tôi và là một người dẫn dắt cực kỳ tuyệt vời. Các bạn cũng đã thấy. I can't thank him enough to invite me to Chiari. Tôi không thể nào mà diễn tả hết bằng lời, bởi vì cái do cả ông Bo đã đưa tôi đến cái cơ hội và cái lời mời của tôi đến với Chiari. Okay, he found me on Facebook and invited me to join, and I said no. Và ông Bo đã tiếp cận tôi ở trên Facebook và mời tôi tham gia, nhưng mà tôi đã nói rằng là không. Okay, he sent me a link, and I said once more no, because I was in another network company. Và ông Bo gửi tôi một cái đường link, nhưng mà tôi lại từ chối tiếp, tôi bảo không. Bởi vì lúc đó tôi cũng đang ở một cái công ty kinh doanh hệ thống khác. Okay, I checked it because I'm curious and I saw that was a great opportunity. Nhưng mà cuối cùng thì tôi cũng đã xem cái đường link mà ông Bo gửi cho tôi, và bởi vì là do tôi tò mò thôi. Nhưng thực ra sau khi xem cái đường link này thì tôi nhận thấy rằng đây là một cái công ty và đây là một cái cơ hội rất là tuyệt vời. Okay, first a premium product by nature. I like nature. Và thứ nhất đầu tiên tôi yêu thích đó là một cái sản phẩm cực kỳ chất lượng, cực kỳ ưu việt và hoàn toàn là thiên nhiên, mà tôi thì lại rất là yêu thiên nhiên. Modern marketing and paid in 5 minutes. Và về công cụ kinh doanh thì là có cái công cụ marketing cực kỳ là hiện đại, cực kỳ là cập nhật. Và thanh toán thu nhập chỉ trong vòng 5 phút thôi. I wanted to join now. He convinced me. I wanted, but I had no money.
Và sau khi tôi xem cái đường link này thì thực sự là chia sẻ với các bạn là tôi muốn tham gia luôn. Nhưng mà lúc đó thì muốn luôn cũng không được bởi vì là tôi không có tiền. I couldn't really sleep. All night I turned round and round. Và sau đó thì tôi cũng bị mất ngủ và cả đêm tôi cứ đi đi lại lại. I prayed and asked the universe. Lúc đó thì tôi đã cầu nguyện và gửi cái lời cầu nguyện của mình lên vũ trụ. And the universe sent me the solution. Và vũ trụ đã trả lời cho tôi với một cái giải pháp. I think you can don't know what the solution was. Mà chắc là các bạn chưa đoán được giải pháp là gì đâu. Okay, I took my jewels to a pawn shop. Và các bạn biết không ạ, tôi đã làm một cái hành động thực sự là rất là tuyệt vời, là tôi đã lấy cái đồ trang sức của tôi mà đưa đến tiệm cầm đồ. I took the money, paid my 7 pegs because I believe in the company. Chắc là không phải là tiệm cầm đồ đâu ạ, mà chắc là mang ra cái tiệm mà bán đồ ấy ạ. Và lúc đó là chị đã bán cái trang sức đó và lấy tiền, và sau đó về chị bắt đầu là kích hoạt ID với cái pack 7. So, now the next problem. It was a young company, Chiari, and everything is in English. Và lại một vấn đề nữa đối với tôi. Và đây là một công ty rất là mới. Và công ty này thì lại rất là mới thành lập thôi, và mọi thứ ngôn ngữ lúc đó lại bằng tiếng Anh. So, I translated the slides into German. Và công việc của tôi lúc đấy là gì ạ? Tôi đã rất là nỗ lực và tôi đã dịch những cái slide chuyển sang tiếng Đức. Because not so many people in Germany are speaking English and it's very difficult and they are very particular and have concerns. Bởi vì người Đức thì là một dân tộc rất là đặc biệt, rất ít người nói tiếng Anh, và họ là những cái người họ hay lo lắng, có nghĩa là cái tính cách của họ rất là đặc biệt. Họ không giống như các nước khác. And now I do the presentation several times a week. Và bây giờ thì hiện tại các bạn biết không, tôi đã trình bày những cái bản về cơ hội kinh doanh một tuần khoảng mấy lần, vài lần. And I can tell the people I joined in March, started with my pills and a shake at about 15th of March. Và tôi nói với mọi người rằng là tôi bắt đầu dùng cái bữa ăn và tôi bắt đầu dùng cái viên năng lượng từ ngày 15 tháng 3. Lost 10 kilos and 2 dress sizes. Và tôi đã giảm được 10 cân trọng lượng, và tôi giảm được 2 size quần áo. I was never hungry or without energy. Và tôi đặc biệt rất là hay là tôi không bao giờ bị đói và lại không bị mất năng lượng, lúc nào cũng đầy tràn đầy năng lượng. Do no more sport than before. Tôi lại còn chơi thể thao nhiều hơn lúc trước nữa. Okay, and I thought and I feel it that Chiari is making a better future for me. Và lúc đó thì tôi đã bắt đầu thấy rằng là Chiari bắt đầu là sẽ giúp cho tôi sẽ có một cái tương lai tốt hơn. And I would like to share it with every people because everyone needs to become healthy and wealthy. Và tôi rất là muốn chia sẻ cái cơ hội này với tất cả mọi người, càng nhiều người càng tốt, bởi vì tôi biết rằng là ai cũng mong muốn được trở nên khỏe mạnh và trở nên giàu có. And I have a goal for the future. I wanted to see people on every part of the world standing hand in hand, laughing and singing. Và tôi có một cái mục tiêu cũng rất là tuyệt vời cho tương lai sau này, là tôi muốn nhìn thấy rất nhiều người, có thể nói là tất cả mọi người ở trên thế giới sẽ tay trong tay, cầm tay nhau và đều cười rất là vui vẻ và hát hò. And I'm sure Chiari can help me and can help everyone to be healthy and wealthy. Và tôi chắc chắn rằng là Chiari sẽ giúp cho bản thân tôi cũng như là rất là nhiều người khác trở nên khỏe mạnh hơn và giàu có hơn. And I can only say I live Chiari, I love Chiari, I am just Chiari. My day is filled with Chiari. Và tôi chỉ có thể nói rằng là tôi sống
Query, tôi yêu Query. Và tất cả những hoạt động trong ngày của tôi là toàn là về Query thôi. And Mr. Bo made a suggestion some minutes ago. Và ông Bo đã gợi ý với tôi một vài phút trước đây. Spoke together, and I know there are many people from Vietnam living in Germany. Và chúng tôi đã nói chuyện với nhau và tôi biết rằng là ở Việt Nam có rất là nhiều người đang sống ở Đức. They can really speak good German, I know. Và tôi biết rằng là họ cũng có thể nói tiếng Đức rất là tốt. But the time of your presentation is not a good time for Germany. Nhưng mà cái thời gian ấy mà các bạn bắt đầu các cái buổi trình bày về cơ hội kinh doanh này từ lúc 8 giờ tối tại giờ Việt Nam thì nó lại không phải là cái giờ mà phù hợp để chia sẻ cho những cái người bên Đức. Because everyone is working at this time. Bởi vì là thời khắc này, thời điểm này thì mọi người đều hầu như là đang làm việc. So I cordially invite you to join to participate at my presentation. I do it Wednesdays and Mondays every time at 8 p.m. at German time. 8 p.m., right? 8 p.m. Monday and Wednesday. Yes. Yeah, okay. Và tôi, chính vì vậy là tôi cũng rất là muốn mời các bạn, nếu các bạn mà có khách mời ở bên Đức ạ, thì chúng ta hoặc là các nước châu Âu, cái thời điểm giờ nó cũng ngang nhau. Thì tôi, một tuần là tôi làm hai buổi trình bày cơ hội, chia sẻ về cơ hội là vào thứ hai và thứ tư và giờ là 8 giờ tối giờ Đức ạ. And if you like to join to come to my presentation, I will be happy to send you a link. Và nếu mà các bạn muốn tham gia cái buổi chia sẻ cơ hội kinh doanh của tôi thì tôi rất là vui và hạnh phúc để được chia sẻ cái đường link cho các bạn. And you can send it to everyone living in Germany, and we are very great big family, Q family in my presentation. Not only from Germany, from everyone of the world, everywhere of the world. Và chúng tôi sẽ rất là vui nếu mà có được sự tham dự của các bạn trong cái buổi Zoom của chúng tôi. Và chúng tôi làm cái đội cũng rất là mạnh ở bên Đức, mà không chỉ ở bên Đức đâu ạ, còn nhiều quốc gia. Nói chung là nhiều quốc gia khác và có thể nói là trên toàn cầu đều join cái buổi này. So, thank you for letting me be here for your translation and I'm really happy to be here. Thank you. Và rất là cảm ơn các bạn đã cho tôi cái thời gian mà để chia sẻ cái câu chuyện của mình cũng như là nghe những cái về trình bày cơ hội kinh doanh của các bạn. Và có thể chia sẻ được cái gọi là cái kế hoạch của tôi để các bạn có thể cùng tham gia. Okay. Thank you. Thanks a lot. Chị Yến ơi. Thank you too. Wow, thank you very much, Brigitte. I like it. So, maybe Brigitte, we could share that maybe what we're going to do on Thursdays. I will tell you, tell them later. On Thursdays, yeah. I will do a training. I just, how can I tell it? I just putting it down and will tell it for everyone who can, how they can start in the right way and so on. On Thursday, right? Yes, after the American one. I will send you a link about it. Tức là bản thân tôi cũng có những cái buổi, những cái đào tạo ấy. Và nếu mà các bạn muốn tham gia thì chị cũng có thể gửi được link cho chúng ta. Just a notice, just another notice. Everyone who is living in Germany from Vietnam, they must think about it. Germany is just the white spot, Europe too. You can invite such a lot of people. Và có một cái thông tin mà các bạn có thể lưu ý để mà chúng ta có thể phát triển thị trường một cách rộng lớn hơn. Bởi vì ở Đức thì nếu chúng ta có rất là nhiều người Việt ở Đức, nhưng mà tôi cũng biết được rằng là người Việt sống ở các nước khác ở châu Âu ấy cũng rất là nhiều. Thế cho nên rằng là cái cộng đồng ở bên châu Âu nó sẽ rất là lớn. Nên các bạn hãy lưu tâm đến cái cộng đồng này để mà phát triển, rất là tuyệt vời. Okay. Yeah.
I can just add there that if we are reaching out in the German market, we're reaching the whole Europe. Yes. Và tôi có thể nói với các bạn, chia sẻ các bạn một điều là nếu các bạn mà tiếp cận với thị trường Đức ạ, thì chúng ta có thể coi như là chúng ta tiếp cận với toàn bộ thị trường châu Âu. Europe are bigger than USA. Bởi vì là bản thân châu Âu thì lớn hơn Mỹ. Big potential. Đó là một cái tiềm năng rất là lớn. So come and join. Chị Marcella, chị nói rằng chúng ta hãy đến và chúng ta hãy tham gia thôi. Yeah, that's right. Very great. Yeah, okay. This is Brigitte in her best way. She wants to help everyone. That's the good part. That's right. So we are safe. If you send people to her presentations, you are really safe that they get good presentations and also be... She will tell them in the end of the presentation, go back to the person who invited you here. Yes. Và các anh chị có thể thấy rằng đây là chị Marcella, và bản thân chị là cái người rất là tốt. Chị muốn chia sẻ và giúp đỡ tất cả mọi người. Thế chính vì vậy là cái kế hoạch của chị tôi thấy rất là tuyệt vời. Các bạn có thể là join cùng và chị sẽ có những cái bài trình bày chia sẻ cơ hội kinh doanh để giúp cho những cái người mà ở những cái khu vực địa lý tại bên đó, họ có thể là họ tham gia vào các cái khung giờ thích hợp với công việc của họ. Và giúp các bạn phát triển các thị trường ở Đức như châu Âu. Okay. Do you want to see the slide so you cannot sleep tonight? Các bạn có muốn đón chờ, muốn xem cái slide của tôi không? Mà tôi nói lúc trước ạ, nếu xem slide này cũng dễ mất ngủ lắm ạ. Trước khi mà Mr. Mo chia sẻ về cái slide để mọi người mất ngủ ấy, thì muốn hỏi Mr. Marcella một câu nữa thôi, đó là query với những cái sản phẩm mà để trẻ hóa như vậy ấy, thì với những cái mà bị yếu sinh lý hoặc là những cái người mà cái nhu cầu về tình dục người ta giảm ấy, thì với query thì nó có làm cho tăng cái nhu cầu đó không, hoặc là nó có cải thiện cái đó không, vì cái kinh nghiệm của chị đấy là 100 tuổi như vậy. So before we see the slide which can make us cannot sleep, so there is a question for Mrs. Marcella. Absolutely. Because at your age, when you use the products from Kiari, so how about the sex improvement? It's really good, and I can tell that many men told me, oh, it's much better now. I don't need a blue pill. I only take the purple pill from Kiari, this one, and they are very happy. Câu hỏi rất là hay ạ, và cái này thì nó là một cái trải nghiệm cực kỳ là tuyệt vời, bởi vì là tôi có rất là nhiều người, mà đặc biệt là đàn ông ạ. Họ bảo rằng là bây giờ tôi không cần phải dùng viên màu xanh. Theo em hiểu, viên màu xanh đó là cái viên nó như kiểu là Viagra đấy ạ. Và bây giờ tôi dùng viên màu tím. Màu tím là cái viên năng lượng của Query. Đó. Và họ cải thiện được cái đời sống tình dục ấy, tức là những cái hoạt động về tình dục rất là tốt, và không cần đến những cái kích thích trong gọi là 1 giờ hay là 2 giờ nữa. Yeah. And everyone in every situation has much more energy. You can see it. Và thực tế là với sản phẩm Query thì tất cả mọi người ở tất cả hoàn cảnh nào, mọi hoàn cảnh đều có những cái cải thiện riêng và đều có cải thiện rất là tốt. Đó ạ. Thế cho nên rằng là các bạn có thể nhìn thấy, có thể quan sát thấy những người từ Query, họ rất là năng lượng, và đồng thời các bạn có thể trải nghiệm để biết được điều đó. Yeah. Thank you. Got it. Thank you so much. Wow. Tại vì tại sao tôi hỏi câu này, tại vì là cá nhân tôi cũng là một người gần 50 tuổi, và cảm ơn chị Marcella rất là nhiều luôn, tại vì cái trải nghiệm của cá nhân tôi cũng gần giống như là chị Marcella khi mà đưa cái sản phẩm này cho người khác. Vì là quý vị có thể nhìn thấy cái mức eo của tôi nè. Eo của tôi bây giờ nó mức bé đến mức độ là bây giờ đi ra đường ấy, ai nhìn thấy eo tôi với cái tuổi mà gần 50 như này ấy, thì chả cần nói nhiều là chị dùng sản phẩm là vì chị nhìn thấy em quá là tuyệt vời luôn. Và
Và khi mà từ trước ấy là tôi bị kinh nguyệt rất là ít và tôi đang đến cái thời kỳ là tiền mãn kinh rồi, tức là tiền mãn tin nó không còn nữa, nó quay trở lại tin thì nó lại là tiền mãn kinh, có nghĩa là nhu cầu sinh lý không còn. Tôi nhiều năm trời không có đàn ông luôn. Thế nhưng mà lạ lùng là khi mà dùng lại query ấy, thì tôi bắt đầu phát sóng cái wifi là đi ra đường bắt đầu nhìn anh đẹp trai, còn ngày xưa thì đặc biệt là không có. Tại vì cái nhu cầu đó nó thực sự là cái nhu cầu của con máy và con, từ một nhu cầu con và người, phần con và người nó có hai cái phần, đó là phần con và phần người. Thì từ xưa đến giờ ấy là từ phần con của tôi bị mất. Tại vì cả gần chục năm nay đối với tôi là đàn ông nó không là cái gì cả, vì nó không trong mắt mình. Ra ngoài đường khi bạn là trong đầu của bạn nghĩ cái gì thì luật hấp dẫn của bạn sẽ nhìn thấy cái đó. Hồi trước là tôi kinh doanh ô tô thì ra đường tôi sẽ nhìn thấy ô tô. Và khi tôi kinh doanh về query ấy, thì ra đường tôi sẽ nhìn thấy những người mỡ bụng mỡ béo. Ở đâu mà ai bị vấn đề về mỡ mỡ xong rồi nhìn ốm yếu là tôi nhìn rất là nhanh cơ, luật hấp dẫn. Nhưng mà đến thời điểm này ấy thì là bắt đầu đi ra đường khi mà dùng query một thời gian ấy thì cái đầu tiên cải thiện đó là cái kinh nguyệt của tôi. Nó bắt đầu là ngày trước nó chỉ có 2 ngày hoặc là kinh nguyệt nó không đều, thì bây giờ nó đã bắt đầu cái số lượng kinh nguyệt nó đều như bát chanh và nó tăng lên, tức là lượng máu ấy ở trong da kinh nguyệt ấy, nó phải 3 đến 5 ngày. Tức là quay trở lại thời kỳ mà ngày xưa tôi chưa bao giờ bị. Thứ hai đó là cái hiện tượng của phụ nữ. Đây là toàn những người có gia đình rồi thì tôi cũng xin chia sẻ. Đó là cái hiện tượng của phụ nữ, là mình bắt đầu đi ra đường là bắt đầu nhìn xem là đàn ông như thế nào. Tức là ngày xưa thì mình không bao giờ có cái chuyện đó, thì bây giờ với cái nhu cầu đó là cái phần con của mình nó bắt đầu bật sóng của cái phần con, vì cái sản phẩm này nó quá là tuyệt vời, nó cải thiện và nó đưa máu huyết được lưu thông, và nó không chỉ làm mình trẻ ra về trái tim, về bên ngoài, mà nó trẻ ra toàn bộ luôn, về các cơ quan nội tạng, từ cơ quan sinh dục cho đến tim mạch, thành mạch, tất cả mọi thứ luôn. Cá nhân tôi là như vậy. Cho nên là khi mà chị Marcella có chia sẻ đó là cái gì, chị đưa cái sản phẩm này cho những người đàn ông và những người khác về sử dụng sản phẩm này một thời gian, thì quý vị thấy rằng là cải thiện toàn bộ luôn, tại vì nó cải thiện toàn bộ luôn. Vì thế mà tôi mạn phép tôi hỏi chị Marcella, và đấy, quý vị thấy rằng cái năng lượng của chị Marcella nó rất là tuyệt vời cho cái việc đó là query thực sự là cải thiện cái hệ thống, là làm sạch và đưa máu đến bộ phận các cơ quan sinh dục nam và nữ hiệu quả hơn, kể cả nam giới. Cho nên là các anh chị mà dùng, mà vợ dùng thì phải cả chồng dùng, nếu không thì là sẽ nguy hiểm, nó bị mất cân đối cả hai bên đó. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với Mr. Bo. Cảm ơn Mr. Marcella rất là nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng quay lại với Mr. Bo với một cái thông tin mà ông ấy nói rằng là gì. Hãy gọi ngay những người hệ thống của bạn vào trong Zoom. Tại vì thông tin của Mr. Bo đưa ra sẽ làm chúng ta mất ngủ. Vậy thì các anh chị mà không đưa cái thông tin này cho được đàn loại của mình thì các anh chị quá lãng phí. Mỗi một cái buổi thứ năm này nó là một cơ hội để chúng ta tiếp cận được thông tin mới. Nếu các chị mong muốn làm việc thì các anh chị phải liên tục nạp năng lượng và thông tin để chúng ta làm việc. Vì thế thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với Mr. Bo với một cái thông tin tuyệt vời mà ông sẽ đem đến cho chúng ta ngay bây giờ. Yeah, thanks a lot for a very wonderful answer from Mrs. Marcella. And Miss Tina, she also share that before she also her sex how can I say sex ability and some of her like a woman period is not very good, but after using query she when she go out to the street and she start to look at the handsome man. Yes, that's right. And actually the her women period become the very very regular, very nice. Everything is improved. So everybody can see that your energy, I mean the energy from Mrs. Marcella is really good. You are 72, and also your share about the men that using products also very great. So now we come to Mr. Bo session about the two slides. I will show you three slides. All of them are mind blowing. À, tôi sẽ chia sẻ không phải là hai đâu mà ba cái slide, mà ba cái này đều là những cái rất là tuyệt vời. Just a minute, I will put them up. See if I don't take so much of the internet here. There it is. Thank you.
they are not really new.